Bác sĩ cảnh báo, ai đi chợ cấm mua 7 loại rau củ cực độc này, kẻo rước ung thư về nhà, càng ăn càng sinh bệnh thọ non. Xin kính chào quý vị cô bác đang theo dõi kênh Truyền Hình Sức Khỏe. Cô bác thân mến, rau củ luôn là một thực phẩm được ưu tiên sử dụng trong mâm cơm của mọi gia đình. Chúng được đánh giá khá là tốt hơn cả thịt cá và đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại rau củ quả nào thì cũng tốt, cũng bổ đâu ạ. Mà theo các chuyên gia, có 7 loại dưới đây từ lâu thì đã bị liệt kê vào danh sách thực phẩm đại kỵ, càng ăn càng sinh bệnh thọ non. Thứ nhất đó là mộc nhĩ tươi. Xin hỏi quý vị cô bác ở đây, có ai hay ăn mộc nhĩ không ạ? Nếu có thì hãy bình luận là số 1 đấy nhé. Trước hết thì nói về mộc nhĩ, khi đã chế biến, không chỉ ngon miệng mà còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Về tác dụng của mộc nhĩ, có thể coi là ngày cực tốt và cũng cực độc. Cực tốt là vì ở trong mộc nhĩ có nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Cực độc là khi chúng ta chế biến không đúng cách, nó sẽ trở thành chất kịch độc, hại cả gia đình mình cô bác ạ. Bởi vì ở trong mộc nhĩ tươi thì có chứa chất ophirin nhạy cảm với ánh sáng. Sau khi ăn phải chất này, người ăn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì dễ bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phủ thủng, đau nhức. Vì vậy, quý vị nên sử dụng mộc nhĩ khô, ngâm ở trong nước nấu lên để đảm bảo an toàn cho cơ thể quý vị nhé. Khi mà chế biến thì cô bác cần phải lưu ý như sau. Không ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng, không dùng mộc nhĩ đã ngâm quá lâu và đặc biệt là không ăn mộc nhĩ tươi quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý một chút nữa, cho dù là bất kỳ thực phẩm gì, dù là món sở trường, ăn hoài không chán thì chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều trong một thời gian dài đâu, để tránh tình trạng thừa chất này lại thiếu chất kia, vì cái gì nhiều quá thì cũng không tốt đâu ạ. Chúng ta chỉ nên ăn cho vừa đủ thôi, cùng với đó thì hãy thường xuyên thay đổi món ăn, đổi thực đơn mỗi ngày để bữa cơm gia đình của mình sẽ thêm hấp dẫn, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình cô bác nhé. Thứ hai là củ gừng. Có phải là quý vị cô bác chúng ta đang tò mò củ gừng độc hại ở chỗ nào phải không ạ? Trên thực tế thì ngay bản thân tôi cũng như rất nhiều quý vị thường có thói quen mua các loại củ để chế biến món ăn như là củ tỏi hay là củ gừng, củ hành dự trữ ở trong gian bếp, vừa tiện lợi lại dễ dàng sử dụng bất cứ khi nào cần. Bởi vì thì nó cũng nhỏ gọn thôi mà, để ở một góc trong gian bếp thì chứa được rất là nhiều. Theo các bác sĩ thì củ gừng là một loại thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe và cũng rất là tốt cho đường tiêu hóa nữa. Tuy nhiên, nếu như mà cô bác thấy gừng của chúng ta bị thối, bị nhũn, bị dập thì tuyệt đối là không nên ăn, bởi vì khi thấy gừng thì không còn an toàn đâu cô bác ạ. Các bác sĩ cũng cho biết khi mà gừng bị thối, dập thì sẽ sản sinh ra một loại độc tố có tên gọi là safrole. Đây là một chất độc tố mạnh, khi vào cơ thể, ruột rất dễ hấp thụ loại độc tố này và nhanh chóng chuyển đến gan, gây nên trúng độc tế bào gan. Vậy nên cô bác chú ý là chúng ta đừng tiếc mà ăn gừng đã có dấu hiệu bị hỏng rồi đấy nhé. Thứ ba là củ khoai tây. Có thể là nghe đến việc ăn khoai tây mà gặp vấn đề gì đó thì nhiều quý vị cô bác sẽ không tin, thậm chí là còn mắng mỏ chương trình toàn ăn nói linh tinh vớ vẩn thôi. Không, loại củ này rất là lành tính, từ trước đến giờ thì mọi người vẫn ăn mà có thấy ai bị làm sao đâu đúng không nào? Vâng thưa cô bác thân mến, trên thực tế thì cái việc mà chúng ta ăn khoai tây nó rất là có lợi cho sức khỏe. Hơn thế nữa thì chúng ta thường xuyên ăn khoai tây còn giúp cải thiện được sức khỏe một cách toàn diện cơ. Sở hữu nhiều thành phần dinh dưỡng thiết yếu, khoai tây không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà còn có một tác dụng đó là làm đẹp da, cải thiện chức năng tiêu hóa, và ăn khoai tây thì cũng rất tốt cho tim mạch. Tuy nhiên thì ăn khoai tây không đúng cách sẽ mang lại nhiều hậu quả đáng tiếc xảy ra mà cô bác cần tuyệt đối tránh ngay, kẻo có ngày hối hận không kịp, đó là ăn khoai tây đã mọc mầm. Tôi để ý thấy là nhiều cô bác khi thấy khoai tây mọc mầm thì thường là sẽ tiếc, chỉ cắt bỏ phần mềm đi thôi và tiếp tục để dùng. Tuy nhiên thì việc làm này lại khiến cho cơ thể dễ bị ngộ độc. Chất độc có trong khoai tây mọc mầm đó là solanin. Solanin thì có thể gây ngộ độc chết người với liều lượng là 0,2 đến 0,4 gram trên 1 kg trọng lượng cơ thể cô bác ạ. Triệu chứng ngộ độc do ăn khoai tây mầm thường có các biểu hiện như là đau bụng này, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, có hiện tượng là giãn đồng tử và liệt nhẹ hai chân. Trường hợp nặng thì sẽ gây tử vong do hệ thần kinh trung ương bị tê liệt, làm trung tâm hô hấp không hoạt động được và đồng thời thì gây ngừng tim do cơ thể bị tổn thương cô bác nhé. Vì vậy cô bác tốt nhất là chúng ta không nên ăn những củ khoai tây mọc mầm đâu quý vị nhé. Thứ tư là quả cà chua. Thưa quý vị thân mến, cà chua thì có lẽ là một món ăn khoái khẩu của nhiều người vì loại quả này có nhiều cách chế biến, mùi vị thì chua chua ngọt ngọt rất là thanh mát, thậm chí là ăn sống trong những món salad hay là uống nước ép cà chua. Bản thân tôi cũng là một người rất thích ăn cà chua. Tôi để ý thấy rằng rất nhiều người có thói quen ăn cà chua sống hàng ngày như một loại trái cây bình thường. Điều này thì cũng rất tốt vì trong cà chua có rất nhiều khoáng chất và vitamin, đặc biệt là vitamin A thì lại rất tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều cà chua vừa có tác dụng bổ máu lại đẹp da và rất nhiều lợi ích khác. Tuy nhiên, cô bác tuyệt đối không nên ăn cà chua chưa chín đâu ạ, bởi cà chua khi còn xanh thì có chứa một lượng lớn các yếu tố alkaloid và nó chỉ giảm dần rồi biến mất khi cà chua của chúng ta đã chín đỏ thôi. Nếu như cô bác ăn cà chua xanh thì nó rất dễ gây ngộ độc thực phẩm. Các triệu chứng khi ngộ độc cà chua xanh đó là buồn nôn, nôn mửa, tiết nước bọt, yếu sức, mệt mỏi và các triệu chứng khác, thậm chí là đe dọa tính mạng nên cô bác đặc biệt lưu ý đấy nhé. Thứ năm là quả bí đỏ già. Để lâu, chia sẻ thật với cô bác, mẹ tôi ở quê thì trồng nhiều bí đỏ lắm ạ. Mỗi lần thu hoạch bán ra thì bà lại cất mấy chục quả để ăn dần. Mẹ tôi bảo bí càng đỏ để càng già lâu thì ăn càng ngon và càng dẻo. Không biết là có đúng không? Và cô bác nào có suy nghĩ giống mẹ tôi không ạ? Nếu có thì hãy bình luận là số 4 ở phần bên dưới đây nhé. Vâng, lúc ban đầu thì tôi cũng nghĩ vậy đấy ạ. Cho tới lần vừa rồi thì tôi dẫn bạn làm ở Viện Dinh Dưỡng Quốc gia thì về nhà tôi chơi. Bạn tôi thấy một đống bí đỏ chất ở góc nhà mới gọi tôi ra mắng cho một trận. Bảo là sao lại không nhắc gia đình, tích bí đỏ ăn lâu ngày thì nguy hiểm lắm đấy. Lý do là bởi vì trong bí đỏ thì nó có chứa một hàm lượng đường rất là cao. Hơn nữa thì nếu như cô bác mà lưu trữ trong một thời gian dài, rất dễ ở bên trong bí đỏ xảy ra quá trình hô hấp kỵ khí và lên men và biến chất ạ. Vì vậy khi mà ăn thì sẽ rất nguy hiểm tới sức khỏe. Thế nên cô bác nào có thói quen để dành bí đỏ trong thời gian dài phải bỏ ngay đi nhé. Đừng để những quan niệm sai lầm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và những người thân yêu của mình. Chỉ nên mua hoặc là hái vừa đủ một bữa thôi cô bác nhé. Thứ 6 là quả ớt. Chắc hẳn ớt thì là một thực phẩm quen thuộc trong mỗi gian bếp của chúng ta rồi. Vị cay của ớt thì cũng là một loại gia vị phổ biến, làm tăng sức hấp dẫn cho các món ăn. Có những cô bác còn nghiện ăn ớt. Ngoài những cô bác không ăn được cay thì cũng có rất nhiều cô bác nghiện ăn ớt. Ăn bất kỳ món gì thì cũng phải cho thêm ớt vào thì mới ăn được. Một ngày thì có thể ăn đến hàng chục quả cơ. Tuy nhiên thì trên thực tế chất capsaicin thì chính là chất tạo ra vị cay khi mà chúng ta ăn quả ớt đấy ạ. Trong y khoa, capsaicin được liệt kê vào hàng độc dược. Khi ăn với một lượng vừa phải thì ớt sẽ có tác dụng bảo vệ cơ thể, phòng tránh một số bệnh, đồng thời thì giúp chúng ta ăn ngon miệng hơn. Nhưng mà ăn quá nhiều thì sẽ gây ra bị tăng huyết áp, tổn thương dây thần kinh và làm nghiêm trọng một số các bệnh như là dạ dày này, viêm da, viêm gan cô bác nhé. Thứ 6 là đậu ván. Đậu ván thì cũng là một cái tên không còn xa lạ, thậm chí là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Nhưng mà theo các chuyên gia dinh dưỡng lâu năm cho biết được, thành phần ở trong đậu ván thì có chứa độc tố, chủ yếu trong đậu ván đó là hợp chất saponin và chất ức chế trypsin. Những chất độc này sau khi lạnh đông ở trong tủ lạnh thì độc tính của nó sẽ càng rõ rệt hơn và cao hơn rất nhiều. Khi mà cô bác xào nấu chưa chín hẳn hoặc là ăn vào chắc chắn là sẽ trúng độc. Triệu chứng sẽ xuất hiện sau bữa ăn chừng 1 đến 4 giờ đồng hồ sau khi mà độc đã ngấm vào cơ thể. Và nó có biểu hiện ra bên ngoài như là khiến cho cô bác bị hoa mắt, váng đầu, lợm giọng, nôn ói, sau đó thì đau quặn bụng và tiêu chảy. Vì vậy khi chế biến thì cô bác cần luộc chín rồi vớt cái ra, đổ nước luộc, sau đó đem tráng qua nước lã rồi chúng ta mới dùng để xào nấu thì sẽ không bị trúng độc, cô bác nhớ lưu lại đấy nhé. Cô bác thân mến, nghe đến đây thì có lẽ là nhiều người cảm thấy rất là lo lắng vì mình từng mắc sai lầm ăn 7 loại củ này, không biết là có nguy hiểm không? Bởi vì đây là những loại củ rất là thông dụng và phổ biến ở ngoài thị trường, cũng như là trong cuộc sống của chúng ta thì nó xuất hiện ở trong rất là nhiều món ăn trong bữa cơm gia đình. Và cô bác cũng đừng lo nhé, bởi ai sai lầm mà biết sửa chữa thì kết quả vẫn sẽ tốt đẹp thôi ạ. Nếu cô bác thấy điều này đúng thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chương trình của chúng tôi nhé. Và trong phần tiếp theo đây, để giúp cho quý vị cô bác khỏe mạnh hơn, chúng tôi sẽ tiết lộ tới cô bác 3 loại rau đại bổ từ lâu đã được các chuyên gia khuyên ăn sớm để nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hãy cùng theo dõi xem đó là những loại rau gì. Loại thứ nhất đó là rau mồng tơi. Có thể cô bác đang bất ngờ vì ăn mồng tơi mấy chục năm nay, ngoài vị thanh mát ra thì ít người biết đây là loại rau mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của mình. Nói về công dụng của loại rau này, trước tiên thì phải khẳng định rằng rau mồng tơi thì rất là giàu chất xơ, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón, đồng thời duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ hòa tan trong rau mồng tơi cũng giúp giảm mức cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa các bệnh liên quan. Rau mồng tơi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như là vitamin C, vitamin A và beta carotene, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Nhờ hàm lượng cao vitamin C, loại rau này thì tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng và cảm lạnh. Đặc biệt với ít calo nhưng mà giàu chất xơ, mồng tơi hỗ trợ chúng ta quá trình giảm cân hiệu quả bằng cách tạo ra cảm giác no lâu. Ngoài ra thì rau mồng tơi còn tốt hơn cho mắt nhờ có chứa vitamin A và beta carotene, bảo vệ và cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt như là đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Canxi và magie ở trong rau mồng tơi đóng vai trò quan trọng trong phát triển và duy trì sức khỏe của xương và răng. Hơn nữa thì một số nghiên cứu cho thấy rằng rau mồng tơi có thể kiểm soát đường huyết nhờ vào hàm lượng chất xơ cao và khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Với tính mát, rau mồng tơi sẽ giúp chúng ta thanh nhiệt cơ thể, làm dịu cơn khát và giải nhiệt trong những ngày nóng bức. Đồng thời thì hàm lượng cao vitamin C, chất chống oxy hóa trong mồng tơi giúp duy trì làn da khỏe mạnh, giảm các dấu hiệu bị lão hóa, giúp da trở nên sáng mịn hơn. Tóm lại thì rau mồng tơi không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng đâu mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe toàn diện. Việc cô bác bổ sung rau mồng tơi vào chế độ ăn uống hàng ngày là cách tuyệt vời để chúng ta nâng cao sức khỏe tổng thể và duy trì cơ thể khỏe mạnh đấy ạ. Vậy nên chúng ta đừng bỏ lỡ thần dược trời ban cô bác nhé. Thứ hai là cà rốt. Xin được hỏi quý vị cô bác ở đây, chúng ta đã biết được những lợi ích nào của cà rốt rồi ạ? Hãy bình luận và chia sẻ để mọi người chúng ta cùng biết với nhé. Và theo chia sẻ từ các chuyên gia, cà rốt thì không chỉ là loại củ chế biến thành nhiều món ăn ngon miệng đâu, mà nó còn rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa cô bác ạ. Cụ thể, cà rốt thì chứa nhiều vitamin C, giúp chúng ta tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng và giúp phục hồi nhanh chóng sau bệnh tật. Vitamin C thì giúp sản xuất collagen, một loại protein quan trọng để duy trì độ đàn hồi và sức khỏe của da. Beta carotene ở trong cà rốt cũng có lợi cho làn da, làm chậm quá trình lão hóa da, giảm nếp nhăn và giúp da sáng mịn hơn. Ngoài ra thì cà rốt chứa nhiều chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh của đường ruột. Chất xơ thì giúp kiểm soát cân nặng bằng cách tạo ra một cảm giác no lâu và giảm mức cholesterol xấu ở trong máu, từ đó thì giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các chất chống oxy hóa và trong cà rốt bảo vệ tim mạch khỏi tổn thương do gốc tự do. Cà rốt thì có chỉ số đường huyết thấp và chứa nhiều chất xơ, giúp kiểm soát mức đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ăn cà rốt sống thì có tác dụng làm sạch răng, nướu, kích thích tiết nước bọt, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám. Các chất chống oxy hóa trong cà rốt thì bảo vệ răng và nướu của chúng ta khỏi vi khuẩn gây hại. Nghiên cứu thì cho thấy rằng tiêu thụ cà rốt thường xuyên có thể giảm nguy cơ bị đột quỵ nhờ hàm lượng cao beta carotene và các chất chống oxy hóa khác. Cà rốt thì chứa nhiều vitamin K, cải thiện sức khỏe xương, tăng cường khả năng hấp thụ canxi, duy trì sự chắc khỏe của xương, giúp xương khớp của chúng ta khỏe mạnh hơn đấy ạ. Thứ ba đó là quả mướp đắng. Tôi để ý thấy là nhiều người thì không thích ăn mướp đắng đâu vì vị đắng của loại quả này rất là khó chịu, khó ăn, tôi thì cũng vậy. Nhưng mà cô bác hãy nhớ rằng thuốc đắng thì dã tật, chính vì vậy đắng đặc trưng của quả này thì sẽ đem đến công dụng vô cùng là hiệu quả cho cơ thể của chúng ta. Trước hết thì quả mướp đắng nổi tiếng với khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Các hợp chất như là charantin và polypeptide P ở trong mướp đắng có tác dụng hạ đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin, giảm lượng đường trong máu, rất là hữu ích cho người tiểu đường loại 2. Thêm vào đó thì mướp đắng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa như là vitamin C, flavonoids giúp bảo vệ tế bào khỏi sự hư hại của gốc tự do. Điều này thì không chỉ giúp chúng ta ngăn ngừa lão hóa mà còn tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và nhiễm trùng. Vitamin C trong mướp đắng cũng hỗ trợ sản xuất collagen và giúp làn da của chúng ta khỏe mạnh, tăng cường sức khỏe của xương và sụn. Mướp đắng còn có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa nhờ vào lượng chất xơ cao, giúp cải thiện nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra thì mướp đắng có đặc tính kháng khuẩn và kháng viêm, giúp điều trị các vấn đề tiêu hóa như là viêm loét dạ dày và các rối loạn tiêu hóa khác. Một lợi ích của mướp đắng nữa đó là khả năng hỗ trợ giảm cân với hàm lượng cao calo thấp và giàu chất xơ. Mướp đắng thì giúp tạo ra cảm giác no lâu và kiểm soát cân nặng hậu quả. Ngoài ra thì mướp đắng còn có tác dụng giảm mức cholesterol xấu LDL trong máu và bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh. Mướp thì cũng được sử dụng trong các bài thuốc dân gian để chúng ta hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ chức năng gan và thận. Các hợp chất có trong mướp đắng thì giúp tăng cường quá trình thải độc, cải thiện chức năng gan và thận, từ đó thì hỗ trợ quá trình lọc và loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Dưới đây là một số bài thuốc dân gian từ mướp đắng mà cô bác có thể tham khảo, áp dụng khi cần. Thứ nhất đó là chúng ta dùng mướp đắng để phòng ngừa say nắng và phát sốt. Mướp đắng đã bỏ lõi phơi khô 15 g, sắc uống thay cho trà hàng ngày. Dùng để giải nhiệt, chữa đau răng, viêm lợi do ăn nhiều thức ăn cay nóng. Mướp đắng thì 1 đến 2 quả, đem rửa sạch, bỏ hạt, ép lấy nước uống. Thanh nhiệt sinh tân, chữa cảm nắng. Mướp đắng 60 g, cuống lá sen 30 g, đậu ván trắng 15 g, đun nước uống hàng ngày. Mướp đắng dùng để chữa ho lâu ngày, ho khan, ho có đờm. Sử dụng hạt mướp khoảng 40 hạt, hạt chanh khoảng 40 hạt, mật gà 20 cái. 2 loại hạt sao khô, tán nhỏ, trộn với nước mật cho thật đều, rồi chúng ta phơi khô. Sau thì chúng ta đem tán lại cho đều và mịn. Cuối cùng thì luyện với siro, nấu từ 50 g đường trắng, làm thành viên bằng hạt đậu xanh. Trẻ em thì từ 1 đến 5 tuổi, mỗi lần uống 2 đến 4 g, từ 6 đến 10 tuổi, mỗi lần thì từ 5 đến 8 g, ngày thì chúng ta dùng 2 lần. Tuy nhiên thì có một lưu ý nhỏ đó là theo Đông y, mướp đắng thì có tính lạnh, chỉ nên dùng đối với các chứng nhiệt độc tích tụ trong cơ thể thôi. Những người mà tỳ vị hư hàn, chức năng tiêu hóa yếu không nên dùng nhiều, dẫn đến đau bụng, tiêu chảy đấy nhé. Quý vị cô bác thân mến, ngay tới đây thì cô bác đã biết thêm 3 loại rau củ tốt cho sức khỏe của mình và người thân rồi. Việc bây giờ cô bác cần làm là bổ sung chúng vào trong chế độ ăn uống của mình thôi ạ. Và điều cuối cùng, mong quý vị cô bác hãy nhớ, không phải tiền bạc, không phải tình cảm, không phải công danh. Thứ quan trọng nhất với bạn chính là con người, có sức khỏe là có tất cả. Người khỏe mạnh thì có 100.000 điều muốn được thực hiện, người ốm yếu không có sức khỏe thì chỉ mong muốn duy nhất thôi, đó là có sức khỏe. Đến đây thì thời lượng của chương trình chúng tôi cũng đã hết. Nếu quý vị cô bác thấy video này hay và ý nghĩa, hãy bình luận là số 9 ở bên dưới và ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Truyền Hình Sức Khỏe cập nhật liên tục mỗi ngày quý vị nhé. Còn bây giờ, xin được gửi lời chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.